Xin vợ được 20 ngàn, nạp cái thẻ. Lâu lắm rồi. Thời đại 4.0 rồi, online hết anh ơi. Ai đi mua thẻ cào làm chi nữa. Giờ tôi nói ông mà online đúng không? Mấy năm gần đây đa số thẻ cào rồi không ai xài nữa. Online là làm sao cho ông nói nghe coi. Ông thí dụ cái online kìa. Ví dụ nạp trong thẻ ngân hàng cũng được. Thì đó là nạp online đúng không? Chứ còn thí dụ như tôi không có thẻ ngân hàng sao tôi nạp sao? Chứ vậy người ta sản xuất cái này để làm trừ phải dùng cho những người mà gọi là không có thẻ ngân hàng đúng không? Không này không nọ như ông nói đúng không? Chứ nếu mà như ông mà bán cho ai? Rồi. Đúng không? Bây giờ em hỏi anh một câu nha. Nếu một ngày nào đó anh bị mất số thẻ cào thì anh phải làm sao? Điện lên tổng đài. Cái này là tôi biết. Hỏi không vậy sao mà được? Thì nó tôi mới nạp được cái tôi mới mua cái thẻ 20 ngàn. Mà tại sao là khi mà tôi đi cái tôi cào vô tình nó mất cái số đi, bên tổng đài có thể là giúp được cho tôi không? Giúp làm sao? Thì cái chuyện đó của nó là em không bị em gọi là lỗ hả? Ừ ha. Ủa vậy sao ta? Thí dụ ông chỉ đi, lỡ tôi nạp bữa nào tôi cào cái hố tay rách hết mất sao? Ví dụ nha. Ừ, anh cào mất đi. Ê, cũng nạp được không? Đừng có chứ cái trò tôi xin được có 20 ngàn, vợ mới cho tôi cái thẻ. Cào mất đi. Sẽ hướng dẫn cho anh và tất cả mọi người cách lấy lại mã số thẻ cào bị mất nha. Tôi nghĩ ông đang chơi tôi. Chơi đâu chơi. Tôi nghĩ lắm luôn, sợ. Em mà thật được không nha? Được. Nếu mà không được ông cho tôi 20 ngàn lại tôi nạp khác chưa? Tôi đang lưu lại trong đầu lỡ ông chơi tôi biết làm sao. Tháng tôi được 20 ngàn tiền nạp nạp hơn thần đa số. Ví dụ như ông gọi tôi cần gì cái tôi nhá máy qua ông điện lại tôi ông nhớ. Đây là số đúng không? Đúng. Cả cho mất số đi. Cái được không quan được cả mất số đi. Nếu mà không được là phải trả tiền đó nha. Cả mất đi thôi, chỉ cả mất 3 số thôi để tôi nhớ trong đầu đi nha. Rồi sao? Chưa ăn chuyện ngu như ông luôn. Em lấy vợ chứ em đâu có nhớ đâu mà. Ê, cái gì đó dạ. Chơi được cho nha. Rồi, ở mày ướt là số. Hoặc là cào bị mất đó đúng không? Đúng rồi. Cách thứ nhất là mọi người lấy số seri gọi về tổng đài. Seri đâu? Nè. Một dãy dài vậy đó hả? Đọc lại cái số seri lên tổng đài là tổng đài sẽ trả về cho chúng ta dãy số liền. À là nhắn lại cho mình là dãy số đã mất đúng không? Đúng rồi, chứ không phải như anh Khải gọi lên tổng đài với không phải có chứng cứ đàng hoàng, anh đọc lại cái mã số seri của anh lên tổng đài. 17 số đọc gì nổi thằng dài sọc. Không thì dục đừng lấy lại nữa. Rồi đúng nha. Rồi đã nói là mình ước rồi mình cào ví dụ là mất cái này thì đương nhiên sẽ mất số seri rồi làm sao? Ví dụ như lỡ mà mất số seri luôn đúng không? Đúng rồi. Chúng ta còn cái mã vạch, có hai cách cho anh lấy. Chúng ta còn cái mã vạch nè, là cái thằng này đấy hả? Luôn sao? Mất luôn thì anh dục luôn lẽ gì sao? Anh có chứng cứ đâu mà anh nói chuyện với người ta. Rồi chụp cái này gửi cho người ta. Số seri là chúng ta phải gọi điện cho hỏi. À. Mất tiền. Đúng còn rồi. Cái này là chúng ta không cần phải gọi. Cho nên mọi người vẫn hỏi là em mất cái này rồi, em mất cái này rồi, em mất số seri luôn rồi, làm sao lấy lại được? Thì làm sao mà lấy lại được, chứng cứ đâu mà lấy? Bây giờ tôi cào số seri bỏ luôn. Là không cho gọi tổng đài luôn đúng không? Không cho gọi tổng đài luôn. Mất luôn quyền thứ hai. Mất luôn quyền thứ hai đó. Mấy bạn nghe nói nha, lỡ em mất luôn số seri, mất luôn mã vạch thì sao nha? Thì mấy bạn dục luôn cái nha, biết lấy lại được đâu. Tại vì các bạn mất hai chứng cứ để nói chuyện với tổng đài rồi. Rồi ok. Cái này á anh chỉ cần app di động. Có ứng dụng MyViettel đúng không? MyViettel. Bật lên. Rồi ok. Rồi, cho trong 3 chấm. Đa vạch. Ừ. Quét mã QR. Rồi ra đó. Đó. Trả lại cho anh một cái mã số seri. Đúng rồi. Đúng không? Ngoài ra anh có thể dùng quét thẻ cào trong Zalo nó cũng ra lại seri cho anh. Số seri là số nạp tiền kia. Bây giờ nha. Đây là lấy số seri nha. Trong Zalo bạn lấy được nha. Anh vô trong nạp tiền. Đúng không? Ừ. Anh vô trong thẻ cào. Thẻ cào. Đúng không? Rồi. Anh vô trong nè, một là nhập thẻ, hai là anh vô trong quét mã vạch. Nạp vô. Rồi, anh lại đưa xuống. Đưa xuống. Rồi vô rồi. Rồi vô. Trả về đây. Ừ, rồi sao nữa? Ok, nhập giùm em mã bảo mật vô. Đâu? NKK như nở hoa thì phải. Nở hoa. Nở thương. Nạp thẻ. Bạn đã nạp 20.000 vào tài khoản. Đù hay hay hay. Hay ghê. Ai sao hay vậy? Cái này hay chứ bộ. Đó. Không, cái này đúng hay luôn. Khỏi vậy là mình chỉ cần chụp cái gì đó mình tải gì tùm lum là cái gì. Nhà mạng nào cũng có app hết á. À. Đù báo về luôn kìa. Ông coi đúng không? Đó, tài khoản mà. Một trăm mấy. Được tăng lên 20 ngàn nữa hả? Ừ. Ông thần cái gì? Cái điện thoại của ông mình cái điện thoại của tôi mà. Điện thoại của anh hả? Ví dụ là như vậy đó.
ví dụ gì vậy, tôi mất 20 ngàn rồi còn biết ví dụ gì nữa. Cái này tôi mua với vợ tôi 20 ngàn cả tháng mới được 20 ngàn tiền cạc. Bây giờ ông ví dụ thì ông lấy điện thoại tôi ví dụ chứ. Anh kêu lấy thoại em mà, em có biết đâu. Anh kêu là ông lấy điện thoại ông làm đi thì em lấy thoại em làm. À đù. Cái gì nữa? Có đúng rồi. Vậy rồi thẻ này như là nạp xong rồi. Thì cái này là em ví dụ cho anh là 20 ngàn tiền phí. Tự nhiên cái ví dụ cái tôi mất 20 ngàn cái cạc thôi. Thì ví dụ vậy đó. Cho được 20 ngàn nạp cạc. Về ông ví dụ cái chỉ cách học gì đó, ông lấy hết 20 ngàn bà thì còn đâu nữa. Không trả lại cho tôi đi ông coi kỳ. Nạp rồi sao mà trả? Thì ông không đưa móc tiền ra đưa tôi đi mua. Anh ra cái con nhỏ bán cá đó, anh muốn em bị tay cạc. Bán cá là bán cá chứ có bán cạc đâu. Bán cá nó có bán tay cạc. Là... ra chỗ nhỏ bán cá. Ừ. Bán cho anh cái tay cào 20. Nó anh trội cái con cá vô mặt luôn, nó biết tôi là ai đâu mà. Nó bán trong lọc. Đúng không bán? Ừ. Ra chỗ nhỏ bán cá. À. Mối quen của em á kêu là bán cho anh tay cào 20. Bán cho ông lọc, thiếu cho ông lọc một tay cào 20. Đúng. Đùa. Tôi ra mà tôi lấy 100 luôn chứ đừng 20. Ra đúng chỗ bán cá nha. Bán cho anh Lộc cái đây cào 100. Tao luôn đúng không? Ừ. Rồi luôn hay được. Ông chơi lần sau không có được vậy nghe chưa? Nhớ đó, đi nha.